Đó là quyết định của các cầu thủ, họ đã lựa chọn gia nhập Chelsea. Huấn luyện viên Pochettino tuyên bố vào ngày 18 tháng 8 tại buổi họp báo trước trận đấu với West Ham ở vòng 2 ngoại hạng Anh. Cuộc cạnh tranh không chỉ giữa Chelsea và Liverpool. Cầu thủ đã tự chọn đến Chelsea và tôi tin rằng họ có lý do đặc biệt cho quyết định này. Chelsea đã vượt qua Liverpool để hoàn tất hai vụ chuyển nhượng quan trọng trong tuần này. Trước hết, The Blue đã nâng mức giá lên 146 triệu bảng Anh, lập kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Anh để chiêu mộ Caicedo, mặc dù Liverpool cũng đã đạt thỏa thuận 139 triệu với Brighton. Ngay sau đó, Chelsea tiếp tục chi 63 triệu bảng Anh để mua Lavia từ Southampton, mục tiêu mà Liverpool theo đuổi từ đầu mùa hè. Pochettino đã ca ngợi nỗ lực của ban lãnh đạo và bộ phận thể thao gồm Lauren Stewart và Paul Winstanley trong việc thực hiện các thỏa thuận chuyển nhượng này để mang về hai tân binh có chất lượng. Huấn luyện viên người Argentina cho biết cần thêm thời gian để đánh giá thể trạng, khả năng hòa nhập của hai cầu thủ mới và có thể không vội vàng để đưa Caicedo và Lavia ra sân trong trận đấu ra mắt trước West Ham. Sau khi ký hợp đồng với Caicedo và Lavia, Chelsea còn 45 triệu bảng Anh để phá vỡ hợp đồng giữa Michael Oli và Crystal Palace. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 8, Oli đã gia hạn hợp đồng với Crystal Palace trong 4 năm để đánh bại tin đồn về việc anh gia nhập Stamford Bridge. Pochettino cũng tiết lộ rằng Chelsea đang xem xét các tùy chọn thay thế khác trên thị trường chuyển nhượng và cân nhắc trao cơ hội cho Armando Broja, tiền đạo trở lại sau chấn thương dây chằng chéo ở mùa giải năm 2022 đến năm 2023. Tuy nhiên, Chelsea cũng nhận tin không vui khi đội trưởng Reece James gặp chấn thương trong trận hòa 1-1 với Liverpool. Vào ngày 18 tháng 8, trang web chính thức của Chelsea xác nhận Reece James không cần phẫu thuật và đã bắt đầu quá trình phục hồi sau khi được đánh giá về tình hình chấn thương.